Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể anh chị nha. Chào mừng toàn thể anh chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Hiện tại thì hôm nay là ngày thứ tư, ngày mùng 10 tháng 4 năm 2024, tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Thì hôm nay Thiên Định cũng xin phép được chia sẻ với chúng ta một số cái thông tin về thị trường tại Vinhome Ocean Park. Như ngày hôm nay Thiên Định thấy được rằng là cả Riverside và cả Vinhome Ocean Park 1, cả Vinhome Ocean Park 2, thị trường giao dịch quá nhiều anh chị ạ, đặc biệt là Vinhome Ocean Park 2. Như đối với Vinhome Ocean Park 1 thì kể cả những cái sản phẩm như đơn lập thì bây giờ đúng là khách bây giờ tìm rất nhiều luôn anh chị ạ. Bây giờ nó không, cái thời điểm này khả năng là do cái giá vàng nó tăng nhiều quá rồi đúng không ạ. Bây giờ mọi người cũng hầu như là chúng ta có thể thấy được rằng là để tiền trong ngân hàng nó bị mất giá rất là nhiều. Đấy, thì hầu như bây giờ đúng là cái kênh bất động sản là cái kênh mà mọi người đang lựa chọn rất nhiều. Như hôm nay Thiên Định thì là hôm nay thì khách của Thiên Định một anh ấy đã mua được rồi, hôm nay là ký lên chủ đầu tư ký. Mà hôm nay riêng cái lúc hôm nay Thiên Định đi ký nha, mà khách của Thiên Định gọi hai ba người đi xem mà Thiên Định không 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 dẫn được khách đi. Đấy. Tại vì đáng ra là hôm nay là Thiên Định dẫn khách xuống Ocean Park 2 này, xem Ocean Park 1 và xuống xem cả Ocean Park 2 này. Cuối cùng là hôm nay là hỗ trợ khách ký cho nên là Thiên Định lại không có thời gian đi. Mà khách hôm nay xuống tự xem xong gọi là cuối cùng là xuống chốt luôn tứ lập đảo dừa luôn rồi chị ạ. Phải phải Thiên Định cũng phải công nhận là khách đi xem lần đầu tiên mà chốt rất nhanh. Đấy. Thiên Định cũng không ngờ là khách chốt nhanh vậy. Mà đúng là tại vì cũng lựa được cái căn nó rẻ nữa. Hôm nay cái căn có hơn 15 tỷ. Thiên Định chia sẻ thật là hiện tại đối với những cái sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 1 của chúng ta đây này, thì bây giờ giá mà ví dụ như ở Hải Âu 1 nhá, cách đây tầm khoảng một tuần trước thôi thì căn Hải Âu 1 thì chị ấy vẫn bán là tầm khoảng 60 tỷ thu về, nhưng mà đến thời điểm này thì là đang nói chung khả năng phải tầm khoảng 65 với bán. Còn hiện tại thì đúng là với cái tình trạng như thế này thì đúng là bây giờ cái việc mà chúng ta lựa chọn chúng ta mua nó không phải là dễ dàng như cái thời điểm trước nữa chị ạ. Tình trạng là bây giờ là chủ nhà tăng giá rất nhiều. Và Thiên Định cũng thấy được rằng là với cái tình hình như thế này thì không biết là nó leo thang đến khi nào cô chị ạ. Chúng ta cũng phải hiểu một điều rằng là bây giờ số lượng căn nó không còn nhiều nữa. Nếu như mà ai đã quan tâm đến Vinhome Ocean Park 1 mà xem kênh của Thiên Định hoặc là đã đi xem hoặc là tìm hiểu về dự án thì chúng ta đều biết được rằng là giá của nó đang leo thang rất nhiều. Cũng có rất nhiều quý vị chúng ta không quan tâm nhiều nhưng mà đôi khi vào kiểu như phản ánh hoặc là comment những cái ý kiến đấy nó hơi trái chiều một xíu, nhưng mà tất cả chúng ta phải thực tế một điều rằng là bây giờ thị trường tại Vinhome Ocean Park 1, kể cả Vinhome Riverside hoặc là Vinhome Ocean Park 2 đang rất là tốt. Đặc biệt là đợt này chủ đầu tư đang bán Vinhome Ocean Park 2 phân khu Đảo Dừa, rồi Ocean Park 3 là phân khu Thời Đại Phố Biển. Hầu như bán ra căn nào đẹp là bay căn đấy anh chị ạ. Chứ không phải là đơn giản là chúng ta thấy thị trường nó thế này thế kia mà cô chị chúng ta có những cái thông tin nó không được chính xác về thị trường. Theo dõi kênh của Thiên Định thì ông Trang sẽ biết được rất nhiều cái thông tin và nó là thực tế, tất cả nó đều là thực tế và nó chia sẻ một cách sát sát sao. Như Vinhome Ocean Park 2 anh chị nhá. Riêng cái phân khu đảo Dừa chủ đầu tư gặp quỷ ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì cái số lượng bán nó phải lên đến cả tầm khoảng 50 căn. 50 căn đảo Dừa anh chị, 50 căn đảo Dừa đã được bán cho các gọi là các bên đại lý đã bán, và hầu như bây giờ là quỷ chung hết. Và chúng ta bây giờ là lắp chung và bán hàng, chúng ta phải hiểu được một điều là giống các đại lý bây giờ kiểu lắp căn mà giống như tranh cướp nhau ấy. Tại vì hầu như mỗi đại lý đều rất là nhiều khách và cái lượng khách đấy người ta chốt cũng rất nhanh. Còn ví dụ như trong 50 căn đấy thì khả năng cũng có những cái căn đại lý ôm của chị ạ. Như ngày hôm qua là ra bảng hàng phát là các bên đại lý lóc, nhưng mà cũng có những căn vào tiền, nhưng mà cái số lượng vào tiền thì định nghĩ là cũng sẽ có một số căn là khách mua thực, nhưng mà cũng có một số căn là sẽ là các đại lý ôm hàng đấy, phi cọc ôm hàng. Thì Thiên Định cũng nghĩ được một điều rằng là với cái thị trường như này sắp tới chủ đầu tư sẽ triển khai rất nhiều các chương trình. Đối với Vinhome Ocean Park 1 thì sắp tới thì chủ đầu tư cũng sẽ bán vé đối với biển nước mặn này. Đấy, cũng thu hút, nhưng mà để bây giờ mà thu hút khách hàng nó làm sóng tốt nhất phải nói đến Ocean Park 2 và Ocean Park 3. Cho nên là cái về biến động giá cũng như là thị trường giao dịch
tốt thì chắc chắn rồi, Vinomotion Park 1 là một cái thị trường nó tương đối bền vững. Đến bây giờ là khách mua khả năng đa số đều là những cái khách mua thực, xác định là để lâu dài hoặc là để dùng, cho nên là cái giá hiện tại đang tăng rất là bền vững. Có những khách, có những chủ nhà gọi điện cho Thiên Định chia sẻ là hiện tại thì có nên bán hay không. Thì nói chung là Thiên Định cũng chia sẻ rồi rất nhiều các cái câu chuyện rồi. Nếu thời điểm này chúng ta mà chưa cần thiết phải dùng đến số tiền, hoặc là có thể là chúng ta chuyển đổi mục đích nhưng mà mục đích của chúng ta nó chưa phải là rõ ràng và nó chưa chắc chắn thắng, thì chúng ta hiện tại thì với cái đòn bẩy tài chính không nhiều mà chúng ta có thể là vẫn bám trụ được thì nên giữ lại chị ạ, nên giữ lại. Còn bán bây giờ, chúng ta bán đi là chúng ta mất, bán đi là chắc chắn là khi mong muốn chúng ta mua lại cũng chưa chắc đã mua được. Đấy, có những câu chuyện trong lĩnh vực bất động sản là có một cái căn đấy mà bán đi xong lại mua lại, mua lại xong bán đi rồi lại mua lại, rồi cuối cùng cái người sở hữu cuối cùng vẫn là cái người đầu tiên. Này, cái câu chuyện nó rất là hay, nhưng mà cái đấy là điều thực tế anh chị ạ. Đôi khi bán đi xong tiếc xong coi như là cũng là được giá rồi, nhưng mà sau đấy nó tăng tiếc lại mua lại xong thị trường nó tăng lên nhiều quá lại bán đi xong thị trường nó tăng gọi là rồi lại thấy tiếc rồi lại mua lại. Đấy, nhưng mà khổ là chúng ta mua đuổi mới là sợ. Những người thông minh là những người bán đi xong lại mua được cái giá tốt hơn thì mới là những người đỉnh cao, đúng không ạ? Giống như những cái thị trường thời điểm Thiên Định có nha anh chị nha, có những cô chú anh chị khách hàng rất là chuyên nghiệp luôn, thời điểm cao bán xong đấy, một thời gian sau đấy, năm 2023 mua lại được giá cực kỳ tốt, giảm so với cái giá đỉnh cao tầm khoảng 30%. Đấy, đối với những cái căn như căn Thiên Định vẫn nhớ là căn Hải Âu 3. Đấy, thời điểm cao bán được 28,5 tỷ anh chị ạ. Bán được 28,5 tỷ. Mà đến thời điểm xuống giá mua xuống đáy của nó là dưới 18 tỷ cơ. Nhưng mà cô chú anh chị ở đấy đã mua được ở mức là 18 tỷ rưỡi cơ. Đấy, là cũng coi như là cũng đã rất là thành công rồi. Phải khẳng định một điều rằng là cái đầu óc và cái tính nhạy bén của người ta quá là đẳng cấp. Đấy, và mình Thiên Định phải nói là Thiên Định học được anh chị ạ. Thiên Định học được và rút được kinh nghiệm và ngồi phân tích từ chuyện riêng cô chú ấy nhá. Thiên Định phải gặp mà phải ngồi nói chuyện và phải mong muốn được chia sẻ và bí kíp như thế nào là Thiên Định học hỏi. Và đến thời điểm này anh chị ạ, đến thời điểm này là những cái kinh nghiệm của chú ấy chia sẻ và Thiên Định đang giống như đang thấm nhuần rồi. Mình bây giờ là mình thấm nhuần được rồi. Đấy, và mình hiểu cái bản chất vấn đề rồi, thị trường nó như thế nào rồi. Đấy, không có cái gì có thể tăng mãi được, và cái gì nó đến một cái mức nào đấy đỉnh cao thì nó sẽ có thoái trào. Đấy, trong bất kỳ thị trường nào cũng vậy. Đấy, khi chúng ta vấp ngã ở bất kỳ thị trường nào, hoặc là chúng ta đã trải qua kinh nghiệm mất tiền, hay là đã trải qua kinh nghiệm gọi là xô xát ở thị trường nào rồi, thì thị trường đấy sẽ là cái thị trường mà chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ ít đổ máu đi. Đấy, đà đổ máu rồi thì sau này sẽ rút được kinh nghiệm, ít đổ máu đi, và nó sẽ có cái gì đấy nó vững chắc hơn. Cũng giống như Thiên Định trải qua cái chặng đường vừa rồi, cũng rất nhiều anh chị chúng ta vấp ngã rồi bán gọi là cắt lỗ, rồi mua đỉnh bán đáy, gọi là mua đỉnh bán đáy là cái kiểu như là mua đáy à, mua đỉnh xong gọi là cuối cùng là đến lúc đáy lại bán đi. Đấy, thì mình rút ra được rất nhiều các kinh nghiệm từ những cái thương vụ đầu tư của những khách hàng của Thiên Định. Mà anh chị chúng ta biết được rồi là Thiên Định chỉ chuyên làm biệt thự thấp tầng thôi, tất cả chỉ là biệt thự thấp tầng, từ Vinhome Riverside đến Vinhome Ocean Park 1 đến Vinhome Ocean Park 2 và Ocean Park 3, chỉ làm thấp tầng thôi. Cho nên những người khách của Thiên Định thì có nhiều người có tuổi cũng có này, người trẻ cũng có này, vấp ngã mà nhiều tuổi cũng có này, vấp ngã trẻ cũng có này, và từng những cái thương vụ khác nhau mà mình học được những cái cách và những cái vấp ngã khác nhau để mình rút được cái kinh nghiệm cho bản thân mình, và để bây giờ và sắp tới đây, đúng không ạ? Theo cái chu kỳ mới, mình sẽ chia sẻ từ cái kinh nghiệm đấy, mình sẽ chia sẻ được cho những khách hàng của mình. Thiên Định khẳng định luôn là đôi khi Thiên Định đứng rất nhiều về phía khách hàng, đôi khi chỉ mong được chia sẻ thôi, chỉ mong được giúp mọi người để không bị mất tiền thôi. Thấy mọi người mất tiền là Thiên Định rất là xót, thực sự là rất là xót. Đấy, mà kể cả những người mà vịu bán rẻ đi xong gọi là rất là nối tiếc ấy, Thiên Định thực sự là Thiên Định nói chung là mình khó khăn mà. Gia đình của nhà Thiên Định là nghèo lắm, ngày xưa nghèo lắm.
Cho nên kiếm được một đồng tiền mà để mất đi nó là cắt da cắt thịt, đúng không ạ? Có những anh chị nha chị nha, có những anh chị vay ngân hàng rất nhiều đầu tư nhưng mà cuối cùng là mất hết đấy. Mà đúng là những người mà nhiều tiền tài sản lớn thì không sao, nhưng những người mà hầu như tài sản mà còn đang vơi vơi nhưng mà vẫn ham đầu tư ấy, thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Nào là ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng con cái, rồi ảnh hưởng tâm lý sau này nữa. Cái việc đầu tư sau này nó rất là quan trọng. Cái tâm lý nó càng tự tin bao nhiêu thì tất cả những cái sự việc chúng ta làm và triển khai nó càng thuận lợi bấy nhiêu. Nếu chúng ta không tự tin thì những cái thương vụ lớn thì kiểu gì kiểu thì chúng ta cũng không có cái sự gọi là chắc ăn ở những thương vụ đấy, thì hầu như là nó sẽ dễ bị nhụt chí, đúng không ạ? Thì đối với cái dự án Vinhome Ocean Park 1 của chúng ta trải qua từ cái lúc Thiên Định bắt đầu, từ cái lúc triển khai móng, đúng không ạ, đến cái thời điểm đỉnh sóng là Thiên Định đã trải qua kiêm qua bao nhiêu khách hàng, lướt được cho bao nhiêu người. Thời điểm sốt của Vinhome Ocean Park 1 nha chị nha, có những người đầu tư Thiên Định kiếm trong vòng chỉ một tuần thôi, kiếm tầm 30 tỷ, chỉ một tuần thôi nha chị nha, chỉ một tuần lướt đúng 3 căn 30 tỷ, quá là nhanh và quá là khủng khiếp. Rồi cuối cùng là nhà Thiên Định gọi là kiểu như là nói chung là được cô chú ấy tặng nhiều quà lắm chị ạ, thật sự luôn, tặng nhiều quà, cái gì cũng tặng đấy. Cứ thỉnh thoảng lại đến bây giờ cũng vậy, đến bây giờ suốt ngày là ý a ý ới gọi Thiên Định, nói chung là quý nhau cực kỳ luôn. Tại vì mình là làm có tâm mà, cũng chúng ta biết cái thời điểm đấy mình kiếm tiền được cho khách, khách vui mình cũng sướng đấy. Mà cái quan trọng nhất là nó để lại niềm tin cho khách hàng. Như đến thời điểm này có những khách hàng Thiên Định bảo mua là mua, mà Thiên Định bảo không mua là không mua đấy. Thiên Định bảo không mua không bán là không bán đấy. Tin tưởng đến cái mức gọi là bảo gì cô chú ấy cũng nghe cơ. Thiên Định bảo bán là cô chú sẽ bán, mà bảo dừng thì chú ấy dừng. Bảo dự án này có mua được không thì mua, mà dự án này cũng có tài chính thì hầu như là có thể xoay được hết chị ạ. Mua cũng như ta phải biết được là mua một lúc 3 căn Riverside đấy, mà đến thời điểm này đến thời điểm này mới bán một căn thôi, mới bán một căn, nhưng mà là đầu tư xuống Ocean Park 1. Còn bây giờ là hầu như là tài chính vẫn đang cực kỳ mạnh luôn, mà bảo vừa rồi là muốn xuống đầu tư Hải Phòng cơ, nhưng mà Thiên Định bảo không nên đầu tư Hải Phòng đấy, khuyên là chưa nên đầu tư Hải Phòng. Còn nếu như mình mà muốn xác định mà đầu tư lâu dài, xác định tầm 5 đến 10 năm thì mua vất đấy, nhưng mà xác định để sau này mua thì giá nó vẫn vậy thì không có tội gì chúng ta mua cái thằng mua cả, mà chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm mà chắc chắn lãi vốn trong thời gian tới nó sẽ tăng, và chúng ta mua vào là nhìn thấy tăng rồi, đúng không? Những cái sản phẩm nào mà chúng ta mua vào là nhìn thấy tăng rồi đấy. Mà Thiên Định khẳng định một điều nhá, sản phẩm nào phải tốt và sản phẩm nào phải đầu tư được và đẹp thì Thiên Định mới giới thiệu, còn không là phải theo nhu cầu. Ví dụ khách hàng mà nhu cầu của khách hàng mà anh thích cái này, anh thích dãy này, anh thích dãy kia, anh thích khu này, anh thích khu kia thì Thiên Định lựa chọn. Còn nếu như theo Thiên Định tư vấn ấy, thì là Thiên Định chỉ là chọn những cái căn đẹp cho khách thôi đấy. Nhưng mà đồng nghĩa với là cái việc chúng ta chọn căn đẹp thì đồng nghĩa với việc là giá cao. Không có cái gì gọi là rẻ mà đẹp cả các ông chị ạ. Không có cái gì rẻ mà chất lượng ở cái cuộc đời này cả. Chúng ta mà muốn rẻ mà chất lượng thì nó rất là hiếm. Cũng có nhưng mà hiếm lắm các ông chị ạ. Nó chỉ một ít phần trăm thôi. Còn đâu là bắt buộc, kể cả giống như tại sao mà người nhiều tiền người ta dùng hàng hiệu. Hàng hiệu của nó là hàng chất lượng. Đây, quần áo của Thiên Định đây là toàn cái hàng rẻ thôi. Tại vì mình không có tiền. Có tiền là mình xài chắc chắn là phải xài hàng tốt. Tại vì hàng tốt thứ nhất là rất chất lượng, đúng không ạ? Rất là bền. Đấy, chất lượng đi đôi với bền, nhưng mà cũng có một phần là có thể là chất lượng. Cái đắt nó lại đi đôi với chất lượng, chưa chắc là đã tốt cũng có, nhưng mà nó rất là ít. Nếu như chúng ta mà biết tìm hiểu thì chắc chắn một điều rằng là không có cái gì rẻ, đúng không ạ? Không có cái gì rẻ mà lại tốt cả, thật sự luôn. Đấy. Cho nên là tại sao là cái bài học mua hàng online cứ nhiều gọi là nghe chào bán hàng rẻ, hàng khuyến mại, kể cả mua gì cũng thế, mua sữa, mua mì, mua tất cả những cái đều. Nhưng mà khi chúng ta mua về thực ra là thấy nó rẻ thật, nhưng mà nó đát của nó còn đâu, đát của nó sắp hết rồi,
tầm 1-2 tháng là đã hết đát rồi. Cho nên đấy, cho nên là cái bài học, tất cả những cái bài học chúng ta rút ra được trong cái thị trường bất động sản, nó ảnh hưởng rất nhiều cái, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng đến rất nhiều cái. Và chúng ta nói chung một điều đi, bây giờ chúng ta cứ xem những cái nào mà nó đẹp đi, đúng không ạ? Thì nó tăng đâu có được nhiều, nó vẫn tăng mà. Thị trường này nó đã uptrend thì thằng nào cũng tăng cả, nhưng mà nó tăng đâu có nhiều, đúng không ạ? Chỉ những cái thằng nào thực sự tiềm năng, vị trí đẹp, hoặc là có gọi là có những cái kết nối, hoặc là gần với những cái tiện ích đẳng cấp thì nó mới tăng nhiều. Cho nên là cần một người tư vấn là vậy chị ạ, cần một người tư vấn, một người đánh giá, một người khách quan để tư vấn là vậy đấy. Còn không thể, chúng ta không thể trách bất kỳ ai cả. Đã mua hàng rồi, xuống tiền rồi thì không thể trách bất kỳ ai cả chị ạ. Sale là một người bán hàng và người ta chú trọng đến cái việc kiếm tiền đấy, không phải là sale nào cũng chú trọng đến cái việc gọi là lợi nhuận cho khách, đứng về phía khách hàng và đứng về cái tâm lý của cái người đi mua, đứng về tâm lý của cái người sử dụng trực tiếp, đúng không ạ? Người ta nhìn nhận đánh giá nó phải nhiều yếu tố để mà đánh giá để sản phẩm đầu tư được hay không, đúng không ạ? Nhưng mà hầu như là đa số nha chị nhá, đa số đều chạy theo gọi là chạy theo lợi nhuận, chạy theo sóng và chạy theo chen rồi chạy theo ấy hết, chứ không có ai gọi là để tâm đến cái việc gọi là sau này nó như thế nào, lợi nhuận của nó có tốt hay không, nó có phù hợp hay không, sau này nó liệu là nó tính thanh khoản của nó như thế nào, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng đến như thế nào. Và quan trọng nhất là phải hiểu được cái tâm lý của khách hàng là nhu cầu là để làm gì đấy. Rất là nhiều cái yếu tố mà trong một cái show để mà tư vấn và mua được những cái sản phẩm tốt tại Vinhome Motion Park, nó là một cái tích lũy rất nhiều các kinh nghiệm đấy. Không phải khách hàng hỏi mua thằng này là mình chia sẻ thằng này, mà mình chia sẻ những cái nào tốt cho khách hàng đấy, thì nó đi đôi với cái việc gọi là chúng ta phải có kinh nghiệm nữa thì mới tư vấn được. Thật sự là phải có kinh nghiệm mới tư vấn được, chứ không phải là khách hàng hỏi cái nào thì trả lời cái đấy đấy, mà chúng ta cần phải có sự đánh giá, kinh nghiệm chia sẻ về những cái sản phẩm để mà chúng ta có những cái lựa chọn cho khách hàng có thể đầu tư được, đúng không ạ? Thì đây là cái video hôm nay cũng cuối ngày rồi đấy. Thiên Định vừa mới nói chung là vừa mới cà phê với khách, hôm nay cho khách ký xong rồi, xong về lại gặp khách đi ra cà phê, thì vừa mới xong thì bây giờ lượn một vòng cho anh chị chúng ta thấy không gian cảnh quan, vừa đi vừa trò chuyện cùng anh chị chúng ta thôi. Nói chung là tính Thiên Định là có cái gì là cứ bô nói hết, kiểu cứ bô nói, là đôi khi hay nói nhảm, kiểu là nói nhiều ấy, nói nhiều nói dài hay nói nhảm. Nhiều khách hàng cứ bảo là Thiên Định nói ít thôi, nói ngắn ngắn thôi để nó tập trung và nó, nhưng mà cái quan điểm, tại vì mình đây gọi là theo cái kiểu như lắm mồm của chị ạ, lắm mồm hay cái kiểu như đấy, người ta bảo là nói dài đâm ra nói dại ấy, kiểu vậy. Nhưng mà thực ra là mình có gì mình chia sẻ thật, thì mình có gì đâu mà phải ngại, chị. Ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Quan điểm của Thiên Định là tất cả nó đều chia sẻ public và vì cộng đồng, vì mọi người, các chị nhá. Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video. Chúc anh chị chúng ta một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và bên gia đình. Xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chúng ta những video tiếp theo. Nếu anh chị chúng ta quan tâm hiện tại nha anh chị nhá, nếu chúng ta quan tâm đến những sản phẩm đầu tư được tại Vinhome Motion Park 1, Vinhome Motion Park 2 và Vinhome Motion Park 3, thì hãy liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0933 313 931, hoặc là Zalo nhắn cho Thiên Định nha. Thiên Định xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.